Nếu các bạn đang có ý định du học Mỹ và đang phân vân tìm trường, thì hãy cùng Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ du học du lịch Mỹ cùng tìm hiểu thông tin về trường Brayton University và các lý do tại sao lại chọn trường này để du học. Thì trường Brayton đã lọt vào danh sách 50 trường đại học tư thục hàng đầu tại Mỹ. Về cơ bản, giáo dục toàn diện của trường đại học Brayton là đầu tư, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu ở mức tối đa. Trường cũng được xếp hạng danh sách 50 trường đại học Mỹ có nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc dành cho sinh viên bậc cử nhân. Và những lợi thế đặc sắc có 102 này giúp cho sinh viên của trường dễ dàng bước vào các trường đại học nổi danh trên thế giới và tìm được việc làm xuất sắc sau khi tốt nghiệp. Đối với sinh viên thuộc ngành y, trường còn trang bị cho một trung tâm y tế với các thiết bị và công nghệ cực kỳ tối tân, đóng vai trò như là một bệnh viện để phục vụ việc giảng dạy. Thì khi đến với trường, sinh viên còn được hưởng các dịch vụ tiện ích như là kèm riêng cho sinh viên chưa kịp bài vở trên lớp hay là dịch vụ y tế và bảo hiểm sức khỏe. Đại học Brayton cũng sở hữu khu ký túc xá rộng lớn với những phương tiện giải trí mới và khu vực dành riêng cho học tập, bãi đậu xe. Ký túc xá ở Brayton cung cấp các dịch vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho sinh viên như là chiếc xe tuần tra 24 giờ, đưa rước vào ban đêm, điện thoại khẩn cấp 24 giờ, kiểm soát truy cập vào ký túc xá như là khóa, thẻ an ninh v.v. Và trường đại học Brayton là trường đại học tư thục công giáo lớn nhất tại Nebraska, được tạp chí US News and World Report bình chọn là trường đại học hạng nhất vùng Trung Tây, được thành lập năm 1878. Tọa lạc ngay giữa miền Trung xinh đẹp của Hoa Kỳ, trường đại học Brayton giáo dục sinh viên theo truyền thống dòng tên hơn 130 năm qua, được xếp hạng là trường đại học hạng nhất vùng Trung Tây do tạp chí US News and World Report bình chọn. Thì trường xứng đáng là trường đại học toàn diện nhất so với các trường có cùng số lượng sinh viên trên toàn nước Mỹ. Thì sinh viên tại đây không những được chọn chương trình giáo dục đa dạng với hơn 70 chuyên ngành và luôn được quan tâm tận tình. Số lượng sinh viên của trường lên đến là 7.700 sinh viên, trong đó có 4.100 sinh viên theo học chương trình cử nhân và 3.600 sinh viên theo học chương trình sau đại học. Sinh viên được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, được gặp gỡ làm việc sát sao cùng các giáo sư tài giỏi và danh tiếng với các cơ sở rất là hiện đại. Và các chương trình đào tạo tại trường thì một trong số các chương trình học ưu tú nhất trên tổng số hơn 40 chương trình học tại trường Brayton là gồm kinh doanh, gồm có kế toán, tài chính, quản trị, kinh doanh quốc tế, kinh tế tiếp thị. Về nghệ thuật và nhân văn thì có mỹ thuật và nghệ thuật trình diễn, ngôn ngữ và văn chương, quan hệ quốc tế, khoa học chính trị, chính sách và hành chính về sức khỏe, báo chí, truyền thông, vi tính, thần học, triết học, sử, tâm lý học, năng lượng bền vững. Về khoa học thì có hóa học, vật lý, sinh học, khoa học môi trường, khoa học thể dục, khoa học khí quyển, khoa học năng lượng. Về dự bị thì có các khóa như là dự bị về y khoa, dự bị về nha khoa, dự bị về luật, dự bị về dược khoa, dự bị về vật lý trị liệu, dự bị về trị liệu khả năng nghề nghiệp. Ngoài 3 phân ban cấp cử nhân gồm nhân văn, khoa học và kinh doanh, điều dưỡng, thì trường còn hãnh diện mang đến cho sinh viên khoa y khoa, nha khoa, dược khoa và y khoa liên ngành, thì luật khoa và khoa nghiên cứu sau đại học riêng của trường. Thì điều kiện tiếng Anh thì gồm có là TOEFL 80 ABT, không có môn nào dưới 18 điểm, và IELTS là 6.5, không có môn nào dưới 6 điểm. Về học phí là 35.360 đô la Mỹ một năm. Về phòng và nhà ở thì bao gồm là 9.996 đô la Mỹ một năm. Bảo hiểm và các phí khác là 5.384 đô la Mỹ một năm. Thì tổng một năm như vậy thì là 50.740 đô la Mỹ một năm. Về chương trình tiếng Anh của trường thì tiếng Anh của trường được thành lập vào năm 1979, gồm các lớp về kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, phục vụ cho chương trình học tập cũng như giúp cho sinh viên phát triển khả năng nghề nghiệp. Lớp học với sĩ số thấp cùng đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm và bằng chuyên môn giảng dạy, sinh viên đủ tiêu chuẩn học tập có thể được phép ghi danh vào trường đại học Brayton University có điều kiện. Và sinh viên học tiếng Anh tại trường được sử dụng các cơ sở như là trung tâm giải trí, câu lạc bộ, thư viện và nhiều cơ sở khác, đặc biệt là các phòng máy thực tập vi tính và phòng thực tập ngôn ngữ. Và hiện nay trường cũng có những cái suất học bổng là 50% học phí. Và đối tượng là ứng viên quốc tế đăng ký học chương trình cử nhân của trường, đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện nhập học, thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa,
thì thời gian bắt đầu nhận học bổng là từ ngày 1 tháng 3 năm 2015. Để chi tiết hơn về chương trình học bổng cũng như là học phí và điều kiện đầu vào, các bạn hãy liên hệ ngay tư vấn viên qua số điện thoại là 0838484879 hoặc tại văn phòng quận nhất 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất và hai văn phòng còn lại đó là quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn đã quay lại với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng đồng hành với bạn Nguyễn Ngọc Thái đến từ Đồng Nai, vừa tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tôn Đức Thắng hồi tháng 9 năm 2014 vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng Ngọc Thái chia sẻ những cái bí quyết và những cái thành công làm sao có được visa Mỹ nhé. Xin chào Ngọc Thái. Chào chị. Ngọc Thái có thể chia sẻ đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, mình tên là Nguyễn Ngọc Thái, 24 tuổi. Thì hiện nay mình mới tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng ngành quản trị kinh doanh vào tháng 9 vừa rồi. Thì sau thời gian tốt nghiệp ấy, mình muốn là đi du học Mỹ, cho nên mình đã tìm đến công ty và làm hồ sơ để mình có một cái ước mơ đi du học như mình mong muốn. Thì qua Mỹ Ngọc Thái học chương trình gì và tại trường nào hả Ngọc Thái ha? Dạ, em học chương trình MBA của trường là University of Texas at Arlington. Dạ. Cái bang đó là một thứ nhất là cái bang em thích bang đó là vì là một trong hai bang lớn nhất tại Mỹ. Nó có nhiều bạn bè du học sinh ở đó, em quen được nhiều bạn bè nè. Đang học ngôn ngữ của các bạn, đó là cái em không thích luôn. Còn cái quan trọng nhất là có cô em bên đó, là cái mong ước em được ở gần cô em nữa. Qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, em biết được công ty tại vì em có tìm hiểu rất là nhiều công ty. Bên ngoài nhiều em không tiện kể lại nhưng mà rất là nhiều. Thì em quyết định chọn công ty tại vì là em có bạn của em hai người làm hồ sơ ở đây và đi được. Tại vì em lo lắng nhất là làm hồ sơ ở đâu và có đi đây không và dịch vụ đó có tốt không. Thì bạn em hai người đi qua Mỹ du học, em mới hỏi thì mới biết là làm tại công ty này. Và em cũng biết công ty này trước rồi nhưng mà em chưa có ghé qua tại không có tiện đường. Thì khi mà bạn em nói thì em tin tưởng hơn và em đến em làm hồ sơ, em cảm thấy hài lòng với những gì mà công ty mang cho em. Thì em làm hồ sơ với nhân viên nào của công ty? Em làm hồ sơ với chị Kim với lại bạn Năng, hai người nhiệt tình giúp đỡ rất là nhiều. Rồi, thì trong quá trình làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì Ngọc Thái có một cái ấn tượng nào đặc biệt tại công ty hay không? Cái ấn tượng mà Thái sâu sắc nhất ấy, là bất cứ một thời gian nào Thái thắc mắc hoặc Thái cần hỗ trợ gì hãy gọi điện là có người bắt máy hỗ trợ hãy liền. Thái ví dụ như là cần kiểm tra trường ở đâu nè, học phí bao nhiêu nè, rồi bên đó có ký túc xá hay không, Thái chỉ cần liên lạc thôi và sẽ báo hay biết ngay lập tức. Làm Thái yên tâm hơn về cái dịch vụ của công ty. Ngoài ra thì khi mà mấy bạn làm hồ sơ đây nè, trước khi mà đi phỏng vấn, Thái còn được học phỏng vấn rất là nhiều với thầy Khôi. Tại vì thầy Khôi hướng dẫn cho mình từng cái chi tiết là mình có câu hỏi nào nó sẽ hay hỏi nè, mình nên trả lời ra sao. Đó, thì đó là khi mà mình trước khi mình đi phỏng vấn mình học những cái đó thì mình yên tâm hết rồi. Nhưng bên cạnh đó, trước khi đi phỏng vấn nè, mình còn gặp anh giám đốc, anh Bảo Anh nữa. Anh hướng dẫn cho mình cái tâm lý để cho mình biết là chắc chắn mình vô mình không có sợ lãng sự quán. Tại vì khi mà Thái vô thì không có sợ lãng sự quán đâu, hãy trả lời cái người ta cảm thấy hài lòng, đưa cho mình visa liền. Ngoài cái thời gian học của Thái đó thì những cái môn thể thao mà Thái ưa thích là những môn thể thao nào hả? Đây là cái điểm đặc biệt là em chọn trường nè. Tại vì bên Việt Nam em thích nhất là môn bóng chuyền đấy. Em chơi bóng chuyền từ lúc mà học cấp 3 rồi. Thì cái mục đích em chọn trường là tại vì cô em cũng nói đây cái trường có cái giải bóng chuyền bùn. Không biết cái giải bóng chuyền bùn là bóng chuyền gì nhưng mà em biết là có cái từ bóng chuyền em thích rồi cho nên em quyết tâm vô cái trường này em chơi cái chương trình đó. Là tại vì trường có cái môn đó đúng không? Dạ. Cái môn thể thao mà em ưa thích. Dạ đúng rồi. Đó là một phần quyết định em chọn trường. Dạ. Rồi, thì em đã vượt qua một cái rào cản lớn nhất, đó là có visa Mỹ. Thì em hãy chia sẻ cho các bạn cũng như cho các bạn thêm cái lời khuyên là làm sao mà có được cái visa Mỹ giống như em. Đến công ty để làm hồ sơ mình đi du học ấy thì các bạn cứ yên tâm hoàn toàn mình sẽ đạt được visa có thể lên đến gần 99%. Tại vì cái thứ nhất là đến là cái dịch vụ công ty làm cho mình rất là tốt, hồ sơ của mình nè cũng có những cái sự hỗ trợ từ công ty đưa ra cho mình và trước khi đi phỏng vấn có phỏng vấn và đi phỏng vấn làm sao để đậu được visa nữa. Đó là cái mà Thái hoàn toàn yên tâm. Và khi mà Thái vô ấy thì cái tâm trạng của mình đầu tiên là về cái tâm trạng mình phải thật là thoải mái, không bị áp lực là đậu hay rớt. Và cái thứ hai là ai cũng lo lắng là trang phục mình nên mặc ra sao thì có công ty có hướng dẫn cho mình là nên mặc như thế nào và kiểm tra mình thấy hài lòng với cái trang phục đó thì mới đồng ý cho mình mặc đi khi phỏng vấn đó. Thì khi mình đã vô với cái sự chuẩn bị là về câu trả lời nè, trang phục nè và trạng thái của Thái hoàn toàn thoải mái rồi thì Thái vô hỏi Thái cái gì hãy trả lời cái đó và Thái get visa thôi, không có gì khó khăn cả. Thì qua những cái buổi học phỏng vấn cũng như là những cái buổi học tâm lý tại Tân Đại Dương thì Ngọc Thái đã có thể là an tâm hơn cũng như là tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn để có visa như ngày hôm nay.
Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Ngọc Thái đã tham gia cái chương trình chia sẻ những cái bí quyết, những cái thành công mà làm sao có được cái visa để các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn sẽ thành công giống như Ngọc Thái. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em và chúc Ngọc Thái qua Mỹ học tập thật tốt. Nếu mà các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hơn của nhiều trường học khác nhau đã thành công và đã có visa thì các bạn hãy truy cập ngay website của Tân Đại Dương, đó là tindaiduong.edu.vn.